Anh nhé, anh sẽ hướng dẫn em một số phần. Thứ nhất là nói qua về cái project. Thứ hai là anh sẽ nói qua một số phần của một số cái folder cũng như là cấu trúc của project. Thì hiện tại thì project này được làm bằng Laravel thì nó sẽ cấu trúc theo mô hình MVC. Thì em sẽ quan tâm vào những cái folder như là router là một này. Thì xuống này. Đây là view là những cái về hiển thị về giao diện này. HTTP controller này, đây là những cái liên quan đến những cái controller để xử lý dữ liệu này. Và model, model nghĩa là để nó mình sẽ lấy dữ liệu từ các bảng thông qua cái model này. Đấy. Thứ hai này là ở cái file NV, đây là cấu hình của DB này, thì em sẽ quan tâm ba những cái thông số này nhé, bởi vì mình sẽ connect DB, tên DB, user và password. Thì mỗi máy nó sẽ khác nhau nên là cứ theo máy mà cấu hình thôi. Tiếp tục là anh sẽ nói qua một số phần mà em đã nốt ở trong cái Word. Đây, cấu trúc Laravel ý nghĩa thì cái này em có thể lên mạng search nhé. Thư mục để làm gì cũng thế. Cái giao diện thì ở anh cũng đã có nói qua rồi. Thứ hai này là cái thêm sửa xóa text. Cái này ấy, nó sẽ có hai trường hợp. Một là text ở trong DB thì em có thể vào admin xử lý. Hai là text ở giao diện. Ví dụ như một số text ở giao diện như là như ở đây nhá, đây là những cái tên sản phẩm thì em sửa DB, còn ví dụ những cái mục này này thì em phải biết nó đang ở page nào. Ví dụ như ở page này thì là ở trang chủ, thì phần giao diện này thì nó là view này, frontend này, page này, em sẽ nhìn thấy là folder của anh để theo cái tên thư mục cũng như là cái tên của cái page đấy. Ví dụ như trang chủ này, danh sách sản phẩm này, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, sở thích là những cái trang tích, danh sách bài viết và chi tiết bài viết, liên hệ đấy. Thì anh để tên tiếng Anh thì em có thể Google dịch nó ra thì em sẽ biết được ý nghĩa của nó. Ví dụ như ở trang home nhé, đây em nhìn thấy này, đây là những cái đoạn text thì em có thể chỉnh sửa. Ví dụ như em nó đang ở tiếng Anh thì em có thể convert sang tiếng Việt. Đây sản phẩm mới nhất nhá, em nhìn này, đây sản phẩm mới nhất thì em có thể đổi khác nhé. Em ví dụ này, đây thì em ra ngoài em làm lại đấy, em sẽ thấy nó, em sẽ thấy nó thay đổi đấy. Thì cái này thì em sẽ em phải vào phần view nhé, những cái text nào mà nó cố định thì em có thể chỉnh sửa và thay đổi nó, lại em có thể đổi được. Đấy là cái thứ nhất, logo, cái banner này, đây logo này, có nhiều cách để em có thể sửa logo. Ví dụ như em chuột phải vào nhá, em kiểm tra phần tử này, inspect này, em nhìn thấy này, cái đây là cái ảnh logo sẽ được nằm trong storage này, gallery và logo.png này. Thì em sẽ vào phần public này, đây mặc định cái role của khi mà chạy PPT-SAN nó sẽ là nằm trong cái thứ folder public này, thì cái logo đang nằm trong này, đây logo đây. Một là em có thể thay bằng cái ảnh khác, hai là em ghi đề vào cái một cái logo khác cùng tên logo trong này thì nó sẽ replace, hoặc là em có thể chỉnh sửa nó bằng cách là đây nó sẽ nằm ở cái thư mục là app frontend. Em sẽ kéo xuống và em sẽ nhìn thấy cái link ảnh. Em sẽ copy nhá. Em sẽ có thể copy thằng này đi. Đây rồi em sẽ paste ở file header này, à file app này. Đây em nhìn thấy đây là cái link ảnh này. Em có thể thay bằng asset này thì mặc định cái thư mục gốc của nó nằm trong public nhé. Em có thể thay bằng một cái ảnh khác. Em copy ảnh vào trong này. Sau đó thì em sẽ trở lại đường dẫn. Ví dụ như cả mà anh thay một cái là đây, ví dụ như anh thay logo ở trong thằng image này thì anh sẽ chỉnh sửa lại image này, rồi là logo đúng không, logo.png. Đây để ở đây nó có ảnh nó với được trỏ nhá, thì đúng này, thì bây giờ đọc lại này, đây thì nó sẽ ra một cái ảnh khác này đấy, back lại ảnh cũ. Thứ hai nữa là màu sắc thì em phải biết CSS. Đây, ví dụ em đăng thằng này nó là
Em phải biết CSS thì mới sửa được, chứ còn giờ em không biết CSS thì rất chi là khó sửa. Đây ví dụ như đề header nhá. Thì em sửa thằng này là background màu khác này. Màu đỏ này, em nhìn thấy chưa? Thì ở đây thì nó đang nằm ở thư mục là style. Đây thì qua em có thể không cần, mà em sẽ ghi đề luôn ở cái trên này. Bao từ trên này em viết là style. Đấy, đây là cái tên class cần là cái xạ. Sau đó là background red. Add background thôi, còn background. Cái này muốn chỉnh sửa thì em phải học rất nhiều mới chỉnh sửa được. Chỉnh sửa về màu sắc đấy thì nó sẽ màu đỏ. Ok. Đây là anh ví dụ nha, còn em cứ muốn style nào thì em cứ ghi tiếp vào trong này nhé. Cái tích này cũng thế này, ở cái page là hướng dẫn mua hàng nhé, em nhìn này hướng dẫn mua hàng này. Thì mình sẽ kéo xuống thử xem, đây là hướng dẫn mua hàng ở đâu nha. Em nó kích ở đâu đấy? Hướng dẫn mua hàng trang chủ. Đây để xem nó đang báo lỗi gì. Get time. Đây, page static. Đây, đây ở đây thì những cái trang trang tịnh này này thì em có thể đăng nhập bằng, em có thể chỉnh sửa trong admin. Đây, ví dụ như kiểu là trang tịnh này. Đây em có thể chỉnh sửa nhá, ví dụ như anh nhập là hướng dẫn mua hàng này, nội dung đang cập nhật này. Đây thì em vào này em sẽ thấy là ở đây nội dung nó đang cập nhật này. Đây là do content mình nhập nhá, đây là cái dữ liệu này em có thể chỉnh sửa được trong DB. Muốn mấy tính năng như đăng ký đăng nhập thanh toán, cái này thì mấy cái thêm rửa xóa này thì ở trong admin. Đây thêm rửa xóa này trong admin nhá, mà em để ý là những cái ví dụ như phần bài viết này, em để ý này cái URL thì ở đây trong admin anh có chia theo các, em cứ cái tên cái file em phải biết được cái luồng nó đi từ router đến controller, xong rồi gọi từ mô, gọi module lấy dữ liệu xong trả về view thì nó sẽ ứng cái tướng. Đây admin này, admin đây xử lý là phần bài viết này, em nhìn thấy chưa? Index là danh sách, create là tạo mới, store là xử lý thêm mới, edit là edit một cái bài viết, update là vào xử lý update để cập nhật. Đấy, active hiển thị là hiển thị bài viết và hot là bài viết hot, delete là xóa. Đấy thì cái tên controller thì anh đã để giống như cái tên mà mình nó có ý nghĩa, ví dụ như kiểu mà admin article nghĩa là bài viết, quản lý bài viết trọng của admin. Đấy thì cái tên nó đều có ý nghĩa như hết rồi. Thì em có thể xem qua. Còn ở phần login này, login thì nó sẽ là login controller này. Đây, đây là phần đăng nhập và cái phần xử lý đăng nhập này. Đây là phần đăng xuất này. Tiếp theo là register là đăng ký nhá. Đây, register là đăng ký này, bên người dùng này. Đấy. Thì mấy cái này anh chỉ nói qua vậy thôi. Đây mấy cái folder này thì em sẽ phải search, đầu tiên là phải search, em phải tìm hiểu trước các cấu trúc. Đây cấu trúc Laravel MVC này thì em sẽ đọc qua xem nó cấu trúc là gì thì em sẽ biết được, còn anh không phải giải thích mấy cái này nữa bởi vì những cái này nó có trên mạng rất là nhiều, thì đọc qua để hiểu được cấu trúc của nó. Đấy,